quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Đã quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta vẫn còn. Phương Mai sinh năm 1987 và đã gia nhập ngôi nhà chung MB được 4 năm nay. Là một giao dịch viên nên sứ mệnh của Phương Mai là một đại sứ của ngân hàng. Vì thế công việc rất áp lực. Ngoài những lúc làm việc, Phương Mai thường tập trung cùng bạn bè để tán gẫu, mua sắm hay ngồi đọc sách một mình. Từ khi lập gia đình và có con nhỏ, phần lớn thời gian không làm việc, Phương Mai tập trung chăm sóc cho gia đình hạnh phúc của mình. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Phương Mai, năm nay tôi 27 tuổi. Hiện tôi đang là giao dịch viên phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ chi nhánh Long Biên. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho chi nhánh Long Biên tham gia chương trình Duyên dáng MB 2014.